Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm video tiêu điểm tướng. Và như các bạn đã thấy rồi, con tướng mình đang để đây là con Heart Watcher. Mình sẽ gọi nó, tóm tắt nó là HV các bạn nhé. Thì con HV này nó Gaza cũng khá là lâu rồi. Và ngày hôm nay thì mình mới làm về nó, thì vì mục đích là để cho các bạn mới chơi thì hiểu rõ hơn. Bởi vì rất là nhiều bạn mới chơi chưa hiểu rõ về con này. Còn đối với những bạn nào đã chơi lâu rồi thì cái video này chỉ để cho các bạn tham khảo thôi. Trước tiên thì mình sẽ dịch qua 4 cái skill của nó các bạn nhé. Những bạn nào mới chơi ấy, thì để ý mình sẽ đọc cái skill 1 này. Tại vì skill 1 là cái skill phức tạp nhất, nhiều bạn không hiểu. Thì cái skill thứ nhất, HV gây đam bằng 255% attack lên 2 tướng địch ngẫu nhiên. Hai con tướng đấy sẽ bị giảm thêm 25% attack trong 2 vòng. Và ngay lúc đó HV sẽ gắn dấu ấn Heart Watcher lên hai con tướng đấy luôn các bạn nhé. Những con tướng mà bị gắn dấu ấn Heart Watcher này sẽ phải nhận thêm 45% đam khi bị tấn công. Các bạn lưu ý là cái dấu ấn Heart Watcher này thì nó stack được với nhau, thế nhưng mà lượng đam nhận thêm thì sẽ không vượt quá 300%. Skill thứ hai này, HV được buff 30% attack, 30% crit và 20% HP. Skill thứ 3 này, nếu đòn tấn công của HV có crit, kể cả là đòn đánh thường hay là skill các bạn nhé, thì con HV này sẽ được hồi máu bằng 280% attack. Skill thứ 4 này, đòn đánh thường của HV sẽ gây đam bằng 110% attack lên 2 tướng địch ngẫu nhiên và sẽ gắn cho hai tướng đấy dấu ấn Heart Watcher với tỷ lệ là 35%. Cái dấu ấn này nó sẽ không vượt quá 300% như mình đã nói ở cái skill thứ nhất rồi. Thì đối với 4 bộ skill của HV thì mình thấy nó khá là đơn giản thôi và dễ hiểu. Mình sẽ chỉ nói thêm về cái dấu ấn Heart Watcher này thì để cho các bạn mới chơi hiểu rõ hơn này, tại vì nó cũng khá là mới đối với những các bạn mới chơi. Thì cái vấn đề đầu tiên là ở cái skill thứ nhất ấy, HV nó sẽ gắn dấu ấn với tỷ lệ là 45%, nhưng ở skill thứ tư nó chỉ gắn với tỷ lệ là 35%. Các bạn có thể đơn thuần hiểu là cái skill thứ nhất là cái skill active thì nó sẽ gắn là 45%, nó nhiều hơn cái tỷ lệ 35% ở cái skill thứ tư. Đơn giản là một cái là skill, còn một cái là đòn đánh thường các bạn ạ. Vậy nếu như các bạn muốn cái dấu ấn này đạt đến cảnh giới của nó, có nghĩa là max ấy, thì HV nó sẽ phải sống ít nhất đến round thứ 9 hoặc thứ 10. Thì lúc đó cái dấu ấn HV sẽ đạt đến 300%. Và cái con số này nó sẽ không vượt quá được nữa các bạn nhé. Cái vấn đề thứ hai là nếu như cái dấu ấn HV này nó đạt đến 300% ở cái round thứ 10 như mình đã nói ấy, và sau đó con HV của các bạn chết ở round thứ 11, thì cái dấu ấn đó vẫn có hiệu lực các bạn nhé. Kể cả khi con HV nó đã bị chết thì cái dấu ấn đấy vẫn có hiệu lực. Về bộ skill của con HV này thì nó rất là phù hợp cho việc sử dụng trong PvE đam boss, nên là mình khuyên các bạn mới chơi nên áp cho nó lên 10 sao. Kể cả những bạn chơi chuyên về PvP thì cũng nên có một con để phục vụ cho việc để đam boss, để kiếm tài nguyên các bạn ạ. Còn nói riêng về PvP ấy, thì cái thời của con HV nó đã qua rất là lâu rồi. Bởi vì như mình đã nói, con HV này nó đạt đến cảnh giới của nó là phải ở round thứ 10, thì cái dấu ấn Heart Watcher nó mới đạt đến 300%. Thì cái meta vừa rồi, cái meta trước đây của HV thì những cái trận đánh, có những cái trận đánh kéo đến round thứ 10, thậm chí đến round thứ 15 vẫn chưa quyết định thắng thua. Nhưng cái meta hiện tại thì nó đã kết thúc quá nhanh, bởi vì cái lượng đam bây giờ với cái lượng đam với cái lượng HP nó đang chênh lệch khá lớn, đam nó đang rất là lớn các bạn ạ. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì mình cũng không muốn nói đến meta, mình chỉ muốn nói đến Heart Watcher thôi. Còn những gì mình nói chỉ là một vài lời khuyên. Thế nên là mình nghĩ này, chốt lại là mình nghĩ các bạn không nên sử dụng nó trong PvP, vì nó sẽ không đem lại hiệu quả như các bạn mong muốn đâu. Đấy là tất cả những gì mà mình muốn nói về cái con Heart Watcher về cái tổng quát. Còn như mình đã nói, con Heart Watcher ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ phục vụ tốt nhất là cho cái
việc Dharma Boost trong PvE đối với tất cả những cái chức năng Boost. Thì như các bạn đã biết rồi, đó là một con tướng gọi là sát thủ nhưng mà lại thuần hỗ trợ. Thì cái stone của nó thì mình nghĩ là các bạn có thể đổi thành full HP. Còn đối với cái thần khí thì hiện tại mình đang để cái thần khí cho cái hệ lá, có nghĩa là cái hệ forest này là thuần forest. Đây là cái thần khí xịn các bạn nhé. Thì nếu như các bạn không có thần khí này thì các bạn có thể sử dụng một cái thần khí bất kỳ nào đó các bạn có, thế nhưng mà nó phải là thuần tăng. Đấy là về đồ. Đồ thì các bạn sử dụng mặc như nào cũng được, miễn là cho nó trâu là được. Còn đối về cái Hero Enabling thì không có gì nói anh em ạ. Tại vì nó chỉ là lên 10 sao. Khi lên 10 sao thì không được có cái kỹ năng đặc biệt, thì các bạn sẽ không lựa chọn cái gì cả. Mình khuyến khích là các bạn chỉ cần lên 10 sao là đủ các bạn ạ. Đủ cho việc đam boss, không cần phải lên nó E1, E2, E3 gì cả. 10 sao là đủ. Video này chắc là rất là ngắn, thế nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Và xin hẹn gặp bạn ở những video clip sau.